Theo BBC, hành khách ghi ở Kitchen, 73 tuổi, là một người Anh qua đời do đau tim, trong khi hơn 30 người khác bị thương trên chuyến bay khởi hành từ London tới Singapore của Singapore Airlines. Máy bay đột ngột giảm độ cao trong khi bữa ăn đang được phục vụ. Andrew Davis, một hành khách người Anh đã mô tả những tiếng la hét kinh hoàng và âm thanh như tiếng thình thịch đã vang lên trong vài giây đầu tiên khi máy bay gặp nhiễu động. Điều tôi nhớ nhất là đồ vật và những thứ khác bay trong không trung, Cà phê thì bắn đầy vào người tôi, đó là tình trạng nhiễu động nghiêm trọng. Một hành khách khác cho hay máy bay đột ngột bị nghiêng và lắc. The Zafran Ami, một sinh viên 28 tuổi kể lại, tôi bắt đầu chuẩn bị cho những gì đang xảy ra, thì đột nhiên có một cú dây mạnh, những người không thắt dây an toàn, ngay lập tức bị ném thẳng lên trần máy bay. Một số người đập đầu vào khoang hành lý, Chiếc Boeing 777-300ER đến Singapore đã chuyển hướng tới Bangkok sau sự cố trên không và hạ cánh khẩn cấp lúc 15 giờ 45 phút theo giờ địa phương vào ngày 21 tháng 5 với khoảng 211 hành khách và 18 phi hành đoàn trên máy bay. Một quan chức của hãng hàng không Singapore Airlines cho biết, sau khoảng 10 giờ bay, máy bay đã gặp tình trạng nhỡ động nghiêm trọng trên lưu vực Irrawaddy của Myanmar. Theo ông Jerry, 68 tuổi là một người Anh không hề có cảnh báo nào được đưa ra khi máy bay lao xuống. Đầu tôi đập vào trần máy bay, vợ tôi cũng vậy, một số người khác đang bước đi thì bị lộn nhào. Một nam giới người Anh bị thương ở cổ cho hay, ông và gia đình đủ may mắn để không ai thiệt mạng. Mọi việc diễn ra bất ngờ, tôi bị ném lên trên, mọi việc xảy ra đột ngột, con trai tôi thì bị ném xuống sàn, phía sau tôi hai dãy ghế. Tôi nghe nói có một người bị hất lên trần toilet và bị thương khá nặng. Bộ trưởng Giao thông Singapore Chi Hong Tat cho biết chính phủ nước này sẽ hỗ trợ hành khách và gia đình họ. Tình trạng nhiễu động thường xảy ra khi máy bay bay qua đám mây. Sự cố xảy ra chiều 21 tháng 5 khi chuyến bay chở 211 hành khách và 18 thành viên phi hành đoàn cất cánh từ sân bay Heathrow ở London, Anh và hướng tới Singapore. Do gặp sự cố nhiễu loạn, buộc chiếc Boeing 777-300ơ phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở thủ đô Bangkok vào lúc 15 giờ 45 phút giờ địa phương. Trang thai PBS World dẫn tuyên bố từ hãng Singapore Airlines ngày 21 tháng 5, chúng tôi có thể xác nhận một người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương trên chiếc Boeing 777-300E. Singapore Airlines cũng đồng thời gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình người gặp nạn. Thời điểm gặp sự cố và phải chuyển hướng, chiếc Boeing 777-300E còn cách sân bay dự định hạ cánh Changi của Singapore khoảng 1,5 giờ. Tuyên bố từ Singapore Airlines nêu rõ, Ưu tiên hiện giờ của chúng tôi là cung cấp mọi hỗ trợ có thể cho tất cả hành khách và phi hành đoàn trên máy bay. Hãng đang làm việc với chính quyền địa phương ở Thái Lan để cung cấp hỗ trợ y tế và cử một nhóm công tác đến Bangkok để hỗ trợ thêm. Tờ Malay Mail dẫn hồ sơ của mạng lưới an toàn hàng không cho hay hãng Singapore Airlines đã gặp 7 vụ tai nạn cho đến. Vụ việc gây chết người gần nhất của Singapore Airlines là vào tháng 10 năm 2000 khi một chiếc máy gặp nạn lúc cất cánh ở Đài Loan, Trung Quốc khiến 83 người thiệt mạng. Hải quân Hoàng gia Malaysia vừa thông báo 10 người đã thiệt mạng hôm 23 tháng 4 sau khi hai trực thăng quân sự va chạm giữa không trung. Vụ va chạm giữa hai trực thăng quân sự nói trên xảy ra trong buổi diễn tập nhằm chuẩn bị cho một cuộc duyệt binh của Hải quân Hoàng gia Malaysia tại căn cứ Hải quân Lưu Mật ở bang Pirak, theo Reuters dẫn thông báo từ Hải quân Hoàng gia Malaysia. Hải quân Hoàng gia Malaysia cho biết thêm, sau khi va chạm, một trực thăng HOM M5033 và một trực thăng Fennec M5026 đã rơi lúc 9 giờ 32 phút vào sáng ngày 23 tháng 4. Một trong hai chiếc trực thăng được cho là đã rơi xuống một đường chạy, trong khi chiếc còn lại đã rơi xuống bể bơi gần đó, theo BBC. Tất cả 10 người đã thiệt mạng đều là thành viên của phi hành đoàn của hai chiếc trực thăng va chạm với nhau. Ông Suhaimi Mohamad Suhai, chỉ huy hoạt động cấp cao của Sở Cứu Hỏa và Cứu Hộ Malaysia, cho hay hai chiếc trực thăng đã va chạm trong quá trình huấn luyện bay. Tất cả 10 nạn nhân trên trực thăng đều được các nhân viên y tế xác nhận đã thiệt mạng, theo AFP. Hải quân Hoàng gia Malaysia thông báo tất cả các nạn nhân được xác định đã chết tại hiện trường và được đưa đến Bệnh viện Căn cứ Quân sự Lưu Mật để nhận dạng. Hải quân Hoàng gia Malaysia cho hay nguyên nhân hai trực thăng va chạm đang được điều tra. Theo hãng tin Reuters, một số trận động đất đã gây rung chuyển các tòa nhà ở thành phố Đài Bắc của Đài Loan. Trận động đất mạnh đầu tiên có cường độ 5,5 độ xảy ra khoảng 17 giờ 08 phút ngày 22 tháng 4 theo giờ địa phương, tức là 16 giờ 08 phút theo giờ Việt Nam, theo cơ quan quản lý thời tiết của Đài Loan. Tiếp sau đó là một loạt dư chấn và động đất, trong đó hai cơn mạnh nối tiếp nhau vào khoảng 2 giờ 30 ngày 23 tháng 4 theo giờ địa phương, tức 1 giờ 30 phút theo giờ Việt Nam. Ông Olivia Bonifacio, một du khách lưu trú tại Đài Bắc, nói với AFP, tôi đang rửa tay thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt. Ông Bonifacio nói và cho biết thêm rằng đó là lúc ông nhận ra đấy là một cơn dư chấn khác. Tôi bước vào phòng và nhận thấy tòa nhà rung chuyển và nghe thấy tiếng bàn cọt kẹt. Theo hãng tin AFP, một trận động đất mạnh 6,0 độ đã xảy ra lúc 2 giờ 26 phút sáng theo giờ địa phương, sau đó là 6 phút trận động đất mạnh 6,3 độ. Trong khi đó, cơ quan khảo sát địa chất Mỹ ghi nhận trận động đất đầu tiên có cường độ 6,1 độ, tiếp theo là cường độ 6,0. Các trận động đất tập trung ở huyện Hoa Liên phía đông, nơi phần lớn là vùng nông thôn. Cũng tại Hoa Liên hôm 3 tháng 4, ít nhất 14 người đã thiệt mạng sau trận động đất mạnh 7,2 độ. Đài Loan đã phải hứng chịu hàng trăm dư chấn kể từ đó. Sáng sớm ngày 23 tháng 4, Sở Cứu Hỏa Hoa Liên cho biết một khách sạn vốn đã bị hư hại vào ngày 3 tháng 4 và không còn hoạt động, hiện đang hơi nghiêng về một bên. Tuy nhiên không có báo cáo về bất kỳ thương vong nào. Đài Loan nằm gần điểm giao nhau của hai mảng kiến tạo và thường xuyên xảy ra động đất. Hơn 100 người đã thiệt mạng trong trận động đất ở miền Nam Đài Loan năm 2016, trong khi một trận động đất mạnh 7,3 độ đã giết chết hơn 2.000 người tại đây vào năm 1999. SCMP đưa tin, trên những chiếc máy bay trực thăng và xuồng cứu hộ cao su, lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để cứu cư dân khỏi lũ lụt sau những trận mưa lớn ở tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Tại thành phố Thiều Quan, phía bắc của tỉnh này, nơi có nhiều khu vực bị ngập lụt và lờ đất, lực lượng cứu hộ được cử đến để di rời những người dân bị mắc kẹt và tiếp tế thực phẩm cũng như các nhu yếu phẩm khác. Hơn 300 nhân viên cứu hộ đã được triển khai từ ngày 20 tháng 4 để giải cứu những người dân bị mắc kẹt tại 6 ngôi làng ở thị trấn Giang Loan thuộc thành phố Thiểu Quan. Dịch vụ điện thoại di động và Internet đã được khôi phục tại thị trấn hôm 21 tháng 4 sau khi một trận lở đất làm đứt cáp viễn thông. Một thành phố khác bị ảnh hưởng nặng nề ở tỉnh Quảng Đông là Thanh Viễn, nơi mực nước ở một số khu vực đã tràn vào tầng 1 của các tòa nhà vào sáng ngày 21 tháng 4, làm ngập nhà cửa và cửa hàng. Theo Tân Hoa Xã tính đến 16 giờ cùng ngày, hơn 60.000 cư dân đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng. Các khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất nằm dọc theo dòng Bắc Giang, một nhánh phía nam của sông Châu Giang chảy từ Thiều Quan đến Châu Thổ sông Châu Giang. Thiều Quan ngày 22 tháng 4 đã hạ cấp cảnh báo ứng phó khẩn cấp lũ lụt của thành phố xuống cấp 3 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp, trong đó cấp 1 là nghiêm trọng nhất. Thành phố Quảng Châu thủ phủ tỉnh cũng bị ảnh hưởng nặng nề, khiến chính quyền địa phương phải đưa ra cảnh báo lũ lụt và mưa bão trong 4 ngày liên tiếp. Cảnh báo thiên tai cấp độ 2 vẫn được duy trì ở một số khu vực trong thành phố. Hơn 10 trạm quan sát thời tiết ở phía Tây Nam tỉnh Quảng Đông đã ghi nhận lượng mưa hơn 100 mm trong 24 giờ từ 8 giờ ngày 21 tháng 4. Chính quyền tỉnh cảnh báo mực nước sông Bắc Giang dự kiến sẽ đạt mức trăm năm có một, sau đó họ đã hạ mức cảnh báo xuống, nói rằng nước sẽ đạt mức 50 năm một lần. Tính đến ngày 22 tháng 4, giới chức địa phương vẫn chưa xác nhận được mức độ lũ lụt. Tờ Nanfang Daily đưa tin, Bí thư tỉnh ủy Quảng Đông Hoàng Khôn Minh và tỉnh trưởng Quảng Đông Vương Vĩ Trung hôm 22 tháng 4 đã đến thành phố Thề Quan và tổ chức cuộc họp với các văn phòng quản lý tình trạng khẩn cấp khu vực. Các quan chức cũng đến thăm đập Mạnh Châu của thành phố, dọc theo sông Bắc Giang và một trường tiểu học ở thị trấn Long Quy, nơi người dân đang lánh nạn kể từ khi lũ lụt tràn vào nhà của họ.